Nè, bữa nay ta cho cha mà ăn cái này là cá mâm xôi, mâm xôi đen. À, quá ngon. Cá bự quá. Đây, còn nữa đây. Quá ngon, quá ngon, đặc biệt. Ồ. Này phải rửa nha mẹ, nhâm nước á. Hấp dẫn. Rồi dọn lên bàn thôi. Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Long's Kitchen. Yeah. Hôm nay cha Long với lại Vincent mời cả nhà ăn trái mâm xôi đen. Cha Long thì chưa có ăn mâm xôi đen. Yeah. Giờ mẹ Long thì sợ cái này nó chua với là mới ăn cơm á, no rồi mẹ Long không có ăn. Giờ chỉ có là cha con với lại cháu ăn thôi nha cả nhà. Giờ Long mời cả nhà ăn. Yeah. Giờ cha ăn đi cha. Rồi, vô, yeah, mời cả nhà nha, mời cả nhà nha, cháo quá trời bự. Mới thấy cái này như trái dâu, tưởng trái dâu ở Việt Nam, dâu tầm ăn. Mâm xôi đen. Nó dâu dòm giống trái dâu. Nó bự quá ăn. Trời luôn cả nhà, bự quá trời bự luôn. Ông mua hộp này ở chợ Mỹ 3 đồng, mà chợ Mỹ là người ta bán 8 đồng một hộp. Đây nó ngọt ngọt chua chua. Ngọt mẹ. Có trái ngọt trái chua. Trái ngọt cái chua mà ngon quá. Trong làm gì nó có cái hộp. Trái này nó ăn nó ngọt quá trời luôn. Trái đầu tiên ăn nó hơi chua chua mà trái này nó ngọt. Ngon quá. Đó gì mới ăn, nhỏ lớn gì mới ăn. Y chang như cái chùm dâu mà chùm dâu mini á. Nó có hộp quá cha. Này dâu như dâu tập ăn ở Việt Nam nhưng mà cái này bự hơn. Dòm à, dòm dai kìa. Nhà ông ngoại ăn đó hả, ngon không? Ngon hơn. Này con ăn đi. Cái chùm nào nó mềm xíu quá thì nó ngọt, nó hơi cứng cứng thì nó giòn, nó chua chua. Trái này ngọt mẹ. Cái trái ngọt chua chua ngon. Bên sành mấy cái này là bên sành nó khoái lắm, ăn với cây chừa cơm bên sành ăn được luôn cả nhà. Này cha ăn thời cho khỏi ăn cơm luôn, nghỉ ăn cơm luôn. Ăn cái này nó mau no lắm. Rau mua 5 hộp, mẹ gửi cho 3 hộp. Cái này nó chua nha, nó nhỏ nó chua, nó mới có đốm đốm mà nó rõ như nè, 200g xíu là nó còn chua. Ăn cho tự con. Để hết cho miệng luôn. Con bóp đi. Con xem bóp lên. Này cháu không hết đó cha. Dễ hả? Nhiều quá. Ba cái ba hộp nè. Mới ăn cơm xong luôn á. Cái trái ngọt cho chua. Mấy nào mà chua quá thì đem rễ xay sinh tố được, cái nào sinh tố được. Dĩ với ta. Giờ ăn có lý gì ta? Ăn nãy giờ có 3 trái rồi. Dạ, nãy giờ có 15 nay được trái rồi. Giật hết gốc rồi. Con no rồi đó. Ăn nãy giờ 6-7 trái gì á. Mày lựa trái nào nó tím tím, nó mềm nè. Cái trái này nó ngọt nè. Đây ngọt nè. Nè mang trái này nè. Nó mềm tay nè. Chua hả? Trái này nó có chua nè, mày cầm trái này đi. Trái này chua. Mình sành ăn được nè, chua ngọt thì nó quất hết. Trái nó ngọt phải không? Không ngọt luôn hả? Kỳ vậy. Sao con ăn có trái chua trái ngọt mà ăn trái nào không chua trời. Trái vậy? Ngọt không Minh Sành? Ngọt không? Nó chín quá, để nằm dưới mấy trái kia nó chèn lên nó dập.
Cái này nãy của con ăn nè, nãy con ăn chưa hết, ăn đi. Không chịu hả? Trời ơi, nó biết bốc nó ăn luôn rồi mẹ ơi. Muốn hết rồi. Cô ở luôn. Muốn hết rồi cả nhà. Đâu kìa mẹ, đòi ăn với kìa. Con no rồi đó mẹ. Ăn cái này mà nó ngọt mà con nói mẹ là ăn là ghiền miệng luôn á. Mà này hơi chua chua này chấm muối ăn nữa được á cha. Nó chua chua nó chấm muối rồi ăn. No quá. Muốn hết luôn rồi. Sao mấy trái con bóc ăn nó ngọt quá gương mẹ xót chua. Thôi trái này mềm rồi con bóc trái này nè. Nè con bóc trong đây nè. Trái được không? Giỏi quá. Nghỉ ăn cơm luôn. Ông ngoại nghỉ ăn cơm luôn. Ăn nhiều rồi cả nhà. Nếu mà chịu ăn là ăn hết luôn. Mâm là ăn hết luôn. Ít ăn giặt lắm. Con còn hai hộp ở chổng á. Ít ăn giặt lắm. Mà chịu ăn rồi là ăn dữ lắm. Ngon dữ vậy ta. Ăn nữa hả? Còn được. Nãy giờ mới 5 trái, 6 trái gì à. Thấy cha ăn quá trời cũng bất chiếc ăn theo rồi. Như vậy cũng hết luôn rồi đó. Hết tử mâm luôn rồi. Hết nửa dĩa rồi, nó dòm kìa. Đó, này ca dòm. Nó lửa này. Mấy trái này mềm tay nó ngọt dữ lắm. Đó, cây trồng đó, cây đó là nó đó cha. Cây đó là nó đó. Mâm xôi đen đó là nó đó. Cái cây bự này nè, cây bự nó đang bò lên đó là nó đó. Này nè mà không biết bự được vậy không? Đừng dòng. Chị ăn nó chơi vậy. Cha còn đói cha ăn đi. Nhà ăn hồi ăn cơm nổi. Nữa không có chạch. Dữ vậy ta. Này nuốt chồng luôn nó cái gì. Cắn rồi nuốt, cắn rồi nuốt. Cắn nuốt rồi nha. Từ từ thôi. Chúng ta nãy từ từ thôi. Cắn nuốt đồ nha. Âu ôi. Bỏ hậu cái trên luôn. Rồi chị này là nghỉ ăn cơm thiệt luôn rồi. Dạ rồi. Nghỉ ăn bò này la gu luôn. Hồi chốc bụng. Ăn nào nó chua hồi chốc bụng. Nghỉ ăn bò la gu luôn. Kéo dàn xuống cho bên sành. Chốc bụng. Một hộp 3 đồng chợ mễ. Cái chợ mễ tên là Philippines Market ở ở Sunnyvale. Nó có một cái ở ở đâu Cupertino nữa gì. Có hai cái chợ mễ nó bán đồ của mấy người mà đấy của mấy người mà nhà vườn người ta làm, người ta trồng đó, lấy hết ở trong đó đem ra bán. Nhiều khi bán rẻ 4-5 đồng. 4 đồng của chợ Mỹ. Hay cái hộp này chợ Mỹ nó bán Safeway, Whole Foods này kia nó bán là 8 đồng, 6-7 đồng, 8 đồng đó. Còn chợ Mỹ là nó bán rẻ gấp phân nửa tiền của chợ Mỹ á. Cho nên nhiều người ta đi lại đây người ta mua dữ lắm. Đi bữa nào hơn là gặp mấy cái này nè. Mấy cái này là mồi bén. Bén ngon. Ở đây mà nói trái cây bây giờ mình không biết. Không biết trái cây đó là cái trái gì luôn. Nhiều trái lắm. Không biết trái gì luôn. Ở Việt Nam thì còn biết đủ thứ nó cũng có rất nhiều dòng. Còn này tùm lum bây giờ. Mỹ này ở lòng nó biết trái. Mà ở Việt Nam mà ở Sài Gòn này này kia người ta nhiều trái. Sài Gòn này đồ ở xuất khẩu Mỹ nó qua thì mình biết. Bóc ăn nãy giờ mà không ngớt tay luôn mà. Sầm ăn đi. Ông ngoại đi ra cho con ăn nha. Mẹ đâu mà mẹ, ông ngoại. Ngon không? Mình Sành thấy nó ăn ngon. Ủa hai lấy hai miếng dán dựng. Con dựng. Ăn chưa? Ăn xong chưa? Nó mai đem dẹp nha. Chưa hả? Chưa xong hả? Rồi cả nhà ơi, Lan xin kết thúc cái video ăn trái
cái mâm xôi với lại cha lon bên sành bữa nay cả nhà. Mâm xôi này ngon quá. Cả nhà có ở gần khu ở thành phố Mountain View, Sunnyvale hay là Cupertino đó, tìm cái chợ Philippines Market của chợ Mễ á, người ta hay bán mấy cái nè. Cái trái này ngon nè, trái này ngon nè con, trái này nè, trái này nè, mama lựa trái này ngon nè. Ta bán mấy cái mấy cái trái cây với lại mấy cái rau cải này kia là rẻ dữ lắm luôn, rẻ khi gấp gấp đôi hay là gấp nửa của chợ chợ Mỹ á. Lâu lâu mình đi đi lại đó kiếm được mấy cái món mấy món mà ngon độc lạ này cả nhà. Lâu lâu mới có chứ không phải lúc nào cũng có, đúng mùa còn còn nhiều dữ nữa, ngon dữ lắm luôn mà cũng rẻ nữa. Một hộp 3 đồng mà rẻ lắm, mà trái bự nữa, trái thì đúng bự bự để như con mắt mình muốn che luôn con mắt cả nhà, nó bự lắm. Còn mà quay trên cái điện thoại thấy nó hơi nhỏ nhỏ xíu. Ăn có trái chua trái ngọt nha, chắc tại luôn để qua tủ lạnh qua đêm rồi đó cho nên nó không có được ngọt quá, nhưng mà nó vẫn ngọt, nó vẫn ngọt lắm nha. Cái này hình như là không biết, không phải organic không, organic là mấy cái trái nó chưa qua xịt thuốc hay là xử lý gì đó, con cũng không biết nữa, không nhớ. Nói chung là không có xịt thuốc á. Ơi cả nhà nhớ đăng ký xem video Long's Kitchen, đăng ký ủng hộ kênh Long's Kitchen nha. Long cũng không quên là đi qua tương tác với cả nhà đâu, càng Long sẽ tranh thủ sớm nhất có thể cả nhà để qua tương tác với cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thank you for watching Long's Kitchen. Bye bye. Bye.